Đúng như cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua và sáng ngày hôm nay, miền Bắc đã phải đối mặt với một đợt mưa lớn do rãnh thấp từ Trung Quốc đẩy xuống. Do mưa liên tục trong nhiều giờ đồng hồ nên tình trạng ngập úng đã xảy ra tại một số địa phương, gây ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi dịp nghỉ lễ của người dân. Số liệu từ các trạm khí tượng thủy văn ở Bắc Bộ đo được trong đêm qua và sáng nay đã ghi nhận một số điểm mưa to như Mường Mô, Lai Châu 197 mm, Na Hư, Lai Châu 88 mm, Ngòi Hút, Yên Bái 70 mm, Bắc Mê, Hà Giang 65 mm, Ba Vì, Hà Nội 62 mm, Cửa Cấm, Hải Phòng 85 mm. Do mưa lớn nên các sông suối trên địa bàn tỉnh Lai Châu dâng cao, gây ngập úng một số diện tích lúa và hoa màu của bà con trồng hai bên sông. Mưa vẫn tiếp diễn nên người dân còn lo đối mặt với lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2 cho các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Còn tại Vĩnh Phúc, do mực nước trên các đồng ruộng, sông suối, nội đồng vẫn ở mức cao, nước rút chậm, tình trạng ngập úng trên diện rộng vẫn diễn ra nghiêm trọng. Một số tuyến bờ bao tại các xã Lũng Hòa, Kim Xá, huyện Vĩnh Tường đang bị sự cố sạt trượt. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình mưa và ứng trực đầy đủ để xử lý các tình huống xấu xảy ra.